Rồi hello anh em nha. Lên cho anh em vài cục IC 0.0 á, nhiều người anh em gọi là IC 10 chấm nha anh em. Đây mình lên cho anh em 5 cục IC rim lùng 99 zin tháo xe. Mã 0.0 nha anh em. Đó, 5 cục tất cả là hàng zin tháo xe. Bao sống, bao xài, bao nguyên zin, bao không mẫu xẻ. Bao đủ thứ, bao lên xe. Thì cái cục này là bình thường mình bán khoảng 1 triệu mấy một cục nha anh em. Mình hoặc là anh em trên thị trường khoảng bán 1 triệu mấy một cục. Nay mình còn 5 cục này mình bán giá tàu nhanh cho anh em luôn nè. Chỉ 1 triệu một cục thôi nha anh em. Đó, có 5 cục. Anh em nào cần xài alo mình nha. IC 5 chân. Lửa máy. Mã đời cao 0.0. Đó, cái mã 0.0 này á, vô xe chạy nó cũng phê lắm nha anh em. Có nhiều anh em cứ gọi là IC 10 chấm là nó nha. Đó. Riêng dòng nào với IC 99 bao anh em là không bao giờ mổ xẻ được. Chết là bỏ nha anh em. Còn mình bán IC mình sẽ bao với anh em là bao zin, bao sống, bao test. Và đặc biệt là không bảo hành ha. Ai bán cũng vậy. Thì đúng hàng zin tháo xe nó vậy. Còn anh em về lên xe mình bao cho anh em tại tiệm test thoải mái ha, test nào vừa ý xài. Còn có nhiều anh em hỏi là bảo hành hay không thì mình nói là không bảo hành nha. Đó, bình thường bán 1 triệu 2 một cục, nay lễ nha anh em. Đó, bán 5 cục này giá 1 triệu 1 cục thôi.